Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, lúc 13 giờ trưa nay ngày 19 tháng 11, tại các trạm khí tượng miền Bắc đã quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số địa phương như sau. Tại Pháo Đài Láng Hà Nội giảm xuống 19,5 độ, núi Ba Vì Hà Nội thấp hơn 18,4 độ, thành phố Thái Bình xuống mức 19,1 độ, Ngân Sơn Bắc Cạn rét đậm 14,5 độ, Sìn Hồ Lai Châu rét hại 12,2 độ, đèo Pha Đin Sơn La 12,6 độ, Sa Pa Lào Cai rét hại khá nặng xuống còn 9,2 độ. Dự báo đêm về sáng ngày mai 20 tháng 11, khối không khí lạnh tiếp tục dịch chuyển xuống và tác động mạnh khiến trường gió Đông Bắc chuyển sang hướng Đông Đông Bắc. Thời tiết sẽ chuyển xấu hơn so với ngày hôm nay, độ ẩm trong không khí tăng lên, nhiệt độ tiếp tục giảm thêm xuống 2-3 độ nữa. Do đó, khi tham gia các hoạt động chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay, các bậc phụ huynh cần chú ý mặc ấm cho con em mình để đảm bảo sức khỏe.